Chào anh Nam, nay anh đến tái khám anh. Lúc trước là trước khi mà đến khám thì tình trạng bệnh anh như thế nào anh? Trước kia thì tôi đầy hơi trước bụng, cảm giác khó tiêu và đau vùng thượng vị. Tôi thì cũng đi một số bệnh viện lớn rồi, họ cũng có nội soi này nọ, thuốc thì cũng cho rất là nhiều, nhưng mà uống thì cũng mấy tháng cũng không có tác dụng. Thì uống thuốc nam ở một số nơi rồi, nhưng mà sau có bạn bè giới thiệu qua bên đây Thì bài thuốc đấy. là bác sĩ kê cho anh là bài thuốc sơ can bình bụi tán, thì là thuốc này thì chuyên chữa về cái chứng đầy hơi, chứng bụng khó tiêu, đau vùng thượng vị, đau dạ dày, viêm dạ dày, trào ngược. Khi mà trong quá trình điều trị thì anh uống thì tiến triển bệnh như thế nào anh? Khi mà bác sĩ đưa được cái lần thứ nhất thì khoảng tháng tôi uống cảm giác là ngủ nó ngon hơn và nó bớt đau. Bớt đau cũng ăn uống thì cũng được, nhưng mà sau khoảng 2 tháng thì thấy cảm giác là giảm, triệu chứng giảm khoảng 80%. Ở hiện tại thì sau khi mà anh thấy mà tình trạng anh đã giảm được 90% rồi, thì cái cuộc sống của anh, cái sinh hoạt, công việc của anh như thế nào? Nói chung là từ lúc mà uống được cái bài thuốc này thì nói chung là từ cái sức khỏe nó tốt lên, ăn ngon no ngủ kỹ thì cuộc sống gia đình cũng vui vẻ hơn, công việc thì nó cũng thoải mái hơn, không còn cảm giác là ức chế tâm lý, chửi bới quát tháo nhân viên cũng như về gia đình. Anh để tay mình xem mạch lại cho anh cái ha. Bác sĩ thấy là bắt mạch thì thấy là mạch tượng nó khá là ổn định rồi. Thì sắp tới đây thì anh cứ cố gắng ăn uống sinh hoạt lao động ngủ nghỉ, tránh áp lực stress căng thẳng nhá, thì tình trạng dạ dày của anh sẽ ổn định nha. Hiện tại thì bây giờ anh đã khỏi bệnh dạ dày rồi, thì thường xuyên là phải chú ý tới chế độ sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ nó đúng khoa học và đúng với cái tình trạng cơ địa bệnh của anh. Thì tôi cũng tư vấn thêm cho anh chút xíu về cái trong bệnh dạ dày đó, thì người bệnh phải nên là tránh các thức ăn có tính cay nóng như là hành, tiêu, tỏi, ớt, những thức ăn nhiều chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá, cà phê. Ngoài ra thì là tránh thì việc ăn quá no, và đặc biệt là nên không ăn tối sau 7:30 tối, sẽ gây hiện tượng là đầy hơi, chứng bụng khó tiêu, làm cho bệnh của anh nó khó mà khỏi. Ngoài ra thì nên tập thể dục thường xuyên, nhất là tập thể dục buổi sáng thì sẽ giúp cho cái khí huyết lưu thông tốt hơn và bệnh dạ dày nó sẽ càng nhanh khỏi, và cái sức khỏe vì do lâu về dài của anh nó có độ bền và nó không có bị tái lại. Khi mà anh đến trung tâm khám, anh có thấy nhận xét gì về cái cơ sở vật chất và các bạn nhân viên trung tâm? Nói chung về cơ sở vật chất nơi đây thì khang trang, đẹp, sạch sẽ và đội ngũ nhân viên thì chuẩn chuẩn mực, rất là tuyệt vời. Bác sĩ Xuyên thì đánh giá là 10 trên 10, tư vấn rồi hỏi han, truyền đạt những ý tưởng, những bài tập để giúp sức khỏe tốt lên. Thì anh có cái lời nhắn nhủ nào cho những bệnh nhân mà đang bệnh, đang nghiên cứu và đang theo dõi cái trung tâm thuốc dân tộc để mà sắp sửa điều trị đó? Thì thứ nhất là một nhà thuốc mà có nguồn gốc thuốc rõ ràng, được xuất hóa đơn đầy đủ thì được xem là coi như là sản phẩm đầu vào là đạt tiêu chuẩn, và sản phẩm đầu ra được xuất hóa đơn, được thanh toán đầy đủ bảo hiểm thì nói chung là đầu ra cũng đạt tiêu chuẩn. Thì nếu mà ai mà bị những cái bệnh này thì tốt nhất nên đến nhà thuốc dân tộc để coi như khám và chữa bệnh, mọi thứ là coi như rất là tận tình chu đáo. Thì xin nhắc lại với anh là địa chỉ của trung tâm nghiên cứu vận dụng thuốc dân tộc số 145 đường Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận nha. Thì xin chúc mừng sức khỏe của anh đã điều trị hết bệnh dạ dày. Xin chào anh nhé. Cảm ơn bác sĩ.